Xin chào quý bà con chú, em có cái nhà bên trẻ hàng hả? Đúng rồi chồng ơi. Trẻ hàng tới luôn rồi nè, cũng có anh chị ơi. Hiện tại là hàng đã đến luôn rồi ha. Nhanh rồi ta. Tới ha. Trời tới sớm vậy ta. Quá trời đó. Xin nhanh vậy. Đó, thì nghe nói là 9 giờ là mới làm lễ đồng quan mà bây giờ mới có 6 7 7 giờ. Bây giờ mới 6 giờ 54. 6 giờ nhiêu? 6 giờ 54 mới 7 giờ. Rồi cho 7 giờ đi. 7 giờ mà sao đến sớm rồi ta? À, đi đường bên kia. Thấy không? Sao đi đường bên đó kìa. Đó, ông quay đầu xe lại. Nãy đi đường bên kia. Đường bên đó đi phải không? Nói chung là vệ sĩ rất là nhiều luôn nha. Chạy hòm á đúng không? Đậu tì bên chạy hòm là tới rồi ha. Một lát rồi đi xem một rắn luôn ta. Coi chị quan tài đi xem một rắn luôn á. Chắc không có đâu. Quan tài đi xe khác hả? Theo anh nghĩ nếu mà ở đây mà đám tang mà im điềm á, coi chừng có khả năng đi xe đó thiệt. Tại ta không muốn rình rang á. Bây giờ là có vẻ là có hình giờ là đông rồi ha, chỗ tan lễ đó nó bây giờ đông hơn. Sao mặc đồ đen quá trời kìa. Thì mấy anh đầu tì rồi đó. Hôm qua anh có nghe du khách đến viếng nói là khán giả cũng không được quay hình luôn nha. Ghê vậy? Ừ, không được quay luôn. Khán giả đi viếng không được quay luôn, nếu mà ai quay là phải xóa video đó. Đó, tại đám tang luôn á. Hình như cái đó là như giống như dạng độc quyền luôn, tại vì người ta đến viếng người ta cũng nếu hương rồi quay lại cái đó, lúc đó phải không? Lúc quay lại những cái khoảnh khắc mà cái đó đâu phải lúc nào cũng có đâu. Mà với lại người ta là dân thường, khi nào mình là YouTuber mà mình đăng những cái đó thì nó riêng tư đúng không? Đăng lên thì nó kỳ. Hay là vậy là tại vì nghe mấy cô nói là đi về đó là những người đến viếng không được quay luôn, kể cả là người đó là người nổi tiếng luôn nha. Vậy luôn hả? Đúng rồi. Chắc không được ai ghi hình hết luôn. Nói chung là ghi hình trong đám tang thôi, còn như mình đứng ở đây cách 300m thì mình muốn quay mình quay thôi bình thường. Nói chung mình không có làm ảnh hưởng tới anh ta là được. Đúng rồi. Của chú Vũ Linh đó là các anh em YouTube là không được phép vô nhà ghi hình thôi, nhưng mà vẫn được đứng phía trước ghi hình nha, đứng phía trước nhà đó. Đám tang của chú Vũ Linh là lớn dữ dằn luôn á. Chú là người nghệ sĩ, đặc biệt là người nghệ sĩ nổi tiếng, có tài mà có đức, tài đức ngang tọt đúng không? Tới cái đạp là 300m nha. Mà mình không gặp được. Hiện tại là không
chị. Cái người nhà thì không có nói, nhưng mà mấy anh này nói là do người nhà nói. Thì anh chỉ là người hẹn thôi. Mà đặc biệt ở đây đám tang cũng đâu có kèn trống hay là nhạc gì đâu. Đúng rồi. Ở cái xã này nó vậy luôn chứ không phải là đặc biệt là đám tang của ngày giờ này. 15 mét nói cho bà con hiểu, tại vì bà con ở khu vực này ta cũng nói là cái xã này nó kỳ vậy, tức là người ta muốn nó có sự yên tĩnh á. Dạ đúng rồi, mình đứng dạ, từ xa cô. Đứng từ xa đó. Cách mấy trăm mét luôn. Dạ, con cách 300 mét mà. Thôi như chị gái chị nói là như bác không có cho. Ai cũng biết hết, tại vì biết sao không? Khi mà bà con tới muốn quay một cái TikTok thì đúng rồi. Thôi thì mình đứng từ xa vậy thì cũng đâu có ảnh hưởng gì ai đâu, cho nên không có ai mà trách được mình khi, hết. Khi mà đi tại vì mình quay là mình quay cái con đường này, con đường đi ngang nha. Nhưng mà chỉ cần ai mà vừa tới một cái là đi ngang con đường đó là mấy anh cũng hỏi đi đâu á. Nói chung làm gì thì hơi quá, cái đường này đường của nhà nước mà. Thật sự luôn á, nếu mà làm vậy thì cũng hơi quá. Tại vì đường là đường của nhà nước. Để ngoài đường mà mình tính là người ta còn chưa hưa lại ở đó nè. Không, mình xin phép nha, anh có gì đâu. Nhưng mà xin phép thì vẫn được. Y như là do cái diện tích nhà mình không có đủ á, thì mình xin phép bên ấp, xã, phường rồi đó. Ít bỏ do nhà có đám rồi thôi. Nói chung là theo nghĩ là cứ ở xa mình ghi hình là tốt nhất ha. Đúng rồi, mình đâu có ảnh hưởng gì tới ai đúng không? Con hàng mới tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Thiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha. Bây giờ Thiên xin chào và hẹn gặp lại.